Bỏ gì vào ví để thu hút tài lộc? Mệnh kim bỏ đất hoặc gốm. Mệnh mộc bỏ muối. Mệnh thủy bỏ vàng. Mệnh hỏa bỏ gỗ. Mệnh thổ bỏ vật lửa hoặc diêm. Đây là âm thanh thu hút tài lộc với tần số cao. Hãy lưu âm thanh này, bạn sẽ có tiền trong 3 giờ tới.